Đây là một cây hoa giấy màu vàng đang rất là nhiều nụ quý vị và các bạn ạ. Cây này rất là nhiều nụ nhé. Hiện tại thì nó chưa nở bung và bắt đầu nụ đây. Màu vàng là một trong những cái màu rất là đẹp. Đó, rất là đẹp. Hoa giấy hiện nay thì có các màu, đó là màu đỏ này, màu hồng cánh sen, màu vàng. Thì có hai loại, nó là vàng nghệ và cái vàng chanh. Và cái hoa giấy màu tím Huế, một loại nữa đó là hoa giấy hai màu, tức là có cả màu hồng cánh sen và màu trắng trên cùng một cây, trên cùng một cây. Hiện nay thì rất nhiều người thích cái loại hoa giấy ngũ sắc đó, tức là hoa giấy có 5 màu trên cùng một cây. Thì nhiều người không biết mua phải những cái cây hoa giấy rất là nhỏ, hoa giấy giống đấy, trên Facebook mà người ta quảng cáo hay là livestream giới thiệu là hoa giấy ngũ sắc, tức là hoa giấy 5 màu, cây giống nhỏ và giá nó khoảng 100-200 nghìn. Tuy nhiên thì những cái cây nó bé, rất là cây giống, thì không thể nào có một cây có 5 màu. Vì vậy quý vị các bạn nên cảnh giác nhé. Cây hoa giấy mà có 5 màu thì bắt buộc họ phải ghép nhiều màu trên cùng một cây thì mới được. Chứ còn cây giống thì chưa, không cây nào là có 5 màu. Vì vậy quý vị các bạn lưu ý nhé. Hiện nay thì có một dòng hoa giấy Thái thường được nhập về, và họ cũng ghép nhiều màu, tức khoảng 5 màu trên cùng một gốc ghép. Gốc của nó thì to tùy cây, nhưng mà ít nhất nó cũng bằng ngón chân cái gốc. Sau đó là những gốc to thì bằng cổ tay hoặc lớn hơn, thì trông cũng rất là đẹp mắt. Về hoa giấy ta này thì chúng ta cũng có thể ghép được nhiều màu trên cùng một cây, miễn là sao là các bạn có thể ghép được và tỉ mỉ một chút thì có thể ghép được nhiều màu trên một cây nhé. Đó, cái màu này thì đặc biệt màu vàng này rất là đẹp này. Hiện tại thì màu vàng nó không có nhiều như các loại màu khác. Màu hồng hiện nay thì nhiều nhất. Đó. Màu hồng là phổ biến nhất. Đó. Màu rất là đẹp. Và cây hoa giấy này nó cao khoảng 1 mét, trên 1 mét một chút, khoảng 1m1 đến 1m2 này. Đây là cây một thân, đó, mình trồng ở trong một cái túi vải, và cây này hiện tại thì có giá là 250.000. Các bạn có thể liên hệ với mình theo số Zalo là 0985 028 936 để biết thêm thông tin chi tiết nhé. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn một cây hoa giấy thứ hai có màu đỏ đậm, cũng rất là đẹp. Đây là cây hoa giấy màu đỏ. Hiện nay thì hoa giấy đỏ cũng rất được nhiều người yêu thích bởi màu sắc của nó rất là rực rỡ và nổi bật. Cây này thì cũng đang bắt đầu nở hoa. Vừa rồi thì mùa đông nụ của nó rất là nhiều, tuy nhiên gặp sương muối, vì vậy nó đã rụng rất là nhiều nụ rồi. Rất là tiếc nhé. Đó, rất là tiếc. Tại vì nó hoa nó không được dày do cái thời tiết nó khắc nghiệt, là nụ rụng rất là nhiều. Cây này thì cũng có chiều cao khoảng 1 mét, khoảng 1 mét. Đó, cây tán cũng rất là rộng này. Tán cũng rất là rộng. Cây này thì có giá là 200.000 quý vị các bạn nhé. 200.000. Các bạn nếu mà thích cây hoa giấy màu đỏ thì có thể liên hệ mình qua cái số Zalo 0985 028 936 nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn đã xem video.